Bài tập làn gió mát Hãy thư giãn, nhắm mắt và tưởng tượng Ở vùng thái dương của bạn được đặt hai cục nước đá Giữ cảm giác này cho đến lúc nó dễ chịu Sau đó tưởng tượng làn gió mát thổi vào trán bạn Nó làm lay động tóc bạn Và làn sóng mát chạy theo thái dương theo trán lên da đầu Hãy kéo dài cảm giác này càng lâu càng tốt Hãy nói với mình tráng tôi mát, còn thân thể thì ấm, huyết áp ổn định, đầu tôi đầy năng lượng khỏe mạnh, đầu sáng suốt, tráng mát, nhắc đi nhắc lại cho đến khi tình trạng của bạn thật sự tốt lên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.